Thưa quý vị, chỉ còn một tuần nữa sẽ đến dịp lễ Giáng sinh. Những ngày này không khí của ngày lễ đã tràn ngập khắp phố phường Đà Nẵng. Đồng bào Công giáo nói riêng và người dân Đà Nẵng nói chung hân hoan chào đón một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng, những khâu chuẩn bị và trang trí Noel đã dần đi vào hoàn thiện, sẵn sàng chào đón người dân, du khách đến check-in, chụp ảnh. Tại các xóm đạo, nhiều tuyến đường, hẻm nhỏ cũng được người dân trang trí các hệ thống đèn, cây thông và hang đá, lung linh sắc màu, tạo nên một không khí lễ hội ấm áp. Lễ Giáng sinh là đại lễ. Bất hoặc những người có đạo hay không có đạo, đều họ chung một niềm vui để mừng đại lễ Giáng sinh. Mặc dù họ không có đạo, nhưng mà trong gia đình họ rất là hân hoan, rất là đón chào. Và có những cái thông hay những cái bó hoa tượng trưng cho cái lời đại diện lễ Giáng sinh, tôi thấy đó là một cái điều là rất vui khi thấy những người họ hòa đồng với tôn giáo của mình. Trang trí mà rất là rộn ràng, mà người có như giáo họ nào tôi coi như là cũng trang trí theo giáo họ nấy. Mỗi rất là không khí Noel này năm nay đặc biệt hơn. Giáng sinh là một trong những dịp lễ lớn trong năm của người Công giáo và giờ đây đã trở thành một ngày lễ, một dấu ấn trong dịp sống của người dân cả nước. Giáng sinh mang lại không khí gia đình ấm áp, là dịp để các thành viên, các thế hệ quây quần bên nhau. Và mỗi mùa Giáng sinh đến, người dân thành phố Đà Nẵng cũng cảm nhận rõ hơn năm mới đang đến thật gần để cùng ước nguyện về những điều tốt đẹp cho gia đình, cho quê hương. Tôi mong ước thành phố Đà Nẵng được mở mang thêm và được thân thiện hơn với những đón nhận những khách nước ngoài về, để cho cái thành phố mình phát triển càng ngày càng mạnh, càng đẹp, để cho xứng đáng là một cái thành phố đáng sống. Riêng người Công giáo là luôn luôn là nhớ mình là người Công giáo, phải sống ra công dân tốt, là người Công giáo tốt và sống đời giữa đời, và phải thực hiện tốt vấn đề của Hội đồng Nhân quyền Việt Nam năm 1980, đó là sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Dịp lễ Giáng sinh năm nay dự kiến lượng du khách khắp nơi đổ về Đà Nẵng tham quan cầu nguyện rất đông. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và các điều kiện khác đã được các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương, các giáo xứ quan tâm thực hiện nhằm mang đến một đêm Giáng sinh an lành, ấm áp cho nhân dân.